chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến bạn một cái đầu đĩa cái âm ly Marantz BM6055. Nó cũng là một cái đầu giải mã có tích hợp luôn, và đặc biệt chúng ta có thể lấy nó làm một cái đầu DAC để kết hợp đến cái âm ly khác. Cái này rất là tuyệt vời. Thì bây giờ là cái đầu mình giới thiệu đến các bạn hôm nay, cái Marantz BM6005. Cái con này thì nó được sản xuất vào năm 2015, tuổi đời còn khá là mới, và nó có cái phiên bản mình sở hữu là phiên bản màu bạc silver phay nhôm. Các bạn xem kênh của mình nhớ bấm nút đăng ký để ủng hộ Nguyên Hùng Audio nhé. Thì remote đầy đủ. Khi mà chúng ta muốn mà biến con này thành một cái đầu dạy mã rời, có nghĩa là chúng ta chơi qua cái âm ly, chơi qua âm ly khác, thì chúng ta mình hướng dẫn các bạn luôn. Là phía sau này các bạn cắm cái đường kia, cái đường bông sen này nó ra âm ly thôi. Dây loa thì chúng ta cắm vào âm ly khác rồi, cắp quang vào đây. Phía trước thì chúng ta vẫn chọn như bình thường, là chúng ta chọn cái đường optical. Bây giờ mình đang cắm vào cái âm ly xanh xuôi đó. Cái này thì chúng ta không vặn nữa, bây giờ chúng ta sẽ vặn lớn nhỏ để âm ly xanh xuôi. Mình mở âm ly xanh xuôi lên này. Đó. Đây là mình đang là biến nó thành đầu dạy mã nha. Rồi bây giờ mình sẽ làm nó cái âm ly bình thường thôi, mình gắn dây loa vào. Mình gắn dây loa vào đây. Để mình biến nó thành một cái âm ly rất là tuyệt vời. Bạn nào mà chưa có âm ly thì chúng ta lấy nó, mua nó về vừa âm ly tích hợp dạy mã, mà bạn nào đã có âm ly mà thiếu đầu dạy mã thì chúng ta lại biến nó thành một cái đầu dạy mã chuyên dụng. Rất là tuyệt vời. Con này là hàng nội địa Nhật Bản nha các bạn. Rồi các bạn, để mình nối dây vào để mình test cho các bạn thử một đoạn nhạc. Để mình chút nhé, mình tắt máy quay rồi. Sau đó mình sẽ quay tiếp. Mình bấm ngưng cái máy quay rồi. Mình bấm ngưng. Màu bạc rất là đẹp. Còn remote luôn. Bờ sông yêu xưa ta áo thương.
Xong cái chức năng giải mã DAC của nó thì nó có thể chơi được cái cổng Coaxial và Optical nha các bạn có nhu cầu hãy liên hệ sớm Nguyên Hùng Audio, và cái con này có mức giá là 7,5 triệu thôi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip khác.